Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo số 7 về kết quả xếp loại thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Qua kiểm tra đánh giá, có 16 trên 40 đơn vị địa phương hoàn thành 100% 3 nhiệm vụ trọng tâm. 24 trên 40 đơn vị địa phương chưa hoàn thành. Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng xếp vị trí đầu tiên trong khối sở ban ngành hoàn thành 100% cả 3 nhiệm vụ trọng tâm với tổng số điểm 194. Tỷ lệ điểm tổng điểm tối đa đạt 110,9%, xếp loại xuất sắc Đứng ở vị trí thứ hai là Sở Khoa học và Công nghệ với điểm tổng là 190,75. Sở Nội vụ xếp vị trí thứ ba với 187,5 điểm. Nằm trong danh sách các đơn vị trong khối sở ban ngành xếp loại xuất sắc, còn có Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Thanh tra thành phố, Ban xuất tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Xếp loại xuất sắc ở khối quận huyện là Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu với tổng số điểm là 184.